dúi, hàng siêu bệ đế nha anh em, hàng siêu bệ đế, lùng lực, bệ đế tuyệt vời, đo cái vành ngay chứ, hàng đế vú sữa nha anh em nghe. 205. Vành 205 nha anh em. 1m4. Cao 1m4. Cái này nặng trọng lượng khoảng tầm 400 kg nha anh em nha. Này hàng siêu cẩu nha anh em. Cẩu bê gác chứ còn nó cẩu lớn thì tội anh em nha. Hàng siêu bờ đế nha anh em nha, đặc cốt. Rất lực cây nha anh em nha. Hàng siêu bờ đế. Cốt nó hàng rất nạt nha anh em nha. Lỗ này lúa trong thân đây nha anh em nha. Cạo. Đây là trực lông nha anh em. Mà cách ra đầu nó khoảng tầm 20 anh em nha. À, rất đẹp. Rồi, anh em nào kết thì cứ alo qua cho em nha anh em. Chào anh em nha.